Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, không còn nắng hanh như những ngày trước đó, trong những ngày đầu năm mới 2017, thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc chuyển nhiều mây hơn, xuất hiện mưa nhỏ rải rác nhưng vẫn khá thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt thường nhật của người dân. Dự báo trong 3 ngày tới, khối không khí lạnh suy yếu chậm và lệch dần ra phía biển, cho nên vào sáng sớm, đôi lúc vẫn còn xuất hiện mưa nhỏ và sương mù nhẹ, gây cản trở tầm nhìn. Khi lưu thông, quý vị và các bạn nên thận trọng, hạn chế tốc độ, chú ý quan sát, đặc biệt là khi lưu thông trên các cung đường đèo dốc, khuất tầm nhìn. Riêng khu vực các tỉnh vùng núi cao như là Lai Châu, Điện Biên hay là Sơn La, Yên Bái còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây ở trên cao, cho nên về đêm và sáng có mưa rào nhẹ rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến ở mức từ 20 cho đến 23 độ, sau đó tăng dần từ ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 1, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Xuống đến miền Trung, các tỉnh Bắc Trung Bộ thời tiết cũng không có sự khác biệt nhiều so với các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Trong những ngày tới, do sự lệch đông của khối không khí lạnh cho nên trời cũng nhiều mây, sáng sớm xuất hiện mưa nhỏ và sương mù làm giảm tầm nhìn. Sau đó, từ ngày 4 tháng 1, thời tiết tại đây có những chuyển biến tích cực hơn, ngày hừng nắng nhẹ nên nhiệt độ tăng dần từng ngày. Khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Khánh Hòa, mặc dù đã qua đợt mưa nhiều, nhưng hậu quả từ những trận mưa vừa qua vẫn khiến cho người dân nơi đây gặp những khó khăn trong đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp. Dự báo mưa sẽ chỉ còn ở diện rải rác trong ngày mai, sau đó thì giảm nhanh xuống diện vài nơi, ngày có nắng và nền nhiệt độ tăng dần trở lại, thuận lợi hơn cho bà con khắc phục những hậu quả do mưa lũ. Nhiệt độ trưa chiều tại đây ở vào khoảng từ 24 cho đến 27 độ và cao hơn từ 2 cho đến 3 độ tại các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 đến 5 ngày tới, thời tiết tại đây tương đối ổn định, ban ngày trời hầu như không mưa và có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên ở vào khoảng từ 26 cho đến 29 độ và tại Nam Bộ sẽ dao động từ 30 cho đến 33 độ. Thời tiết nhìn chung tương đối thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăm sóc cây trồng, vật nuôi phục vụ dịp Tết âm lịch đang đến gần. Về chiều tối tại khu vực Tây Nguyên có thể xuất hiện mưa dông cục bộ nhưng lượng mưa không nhiều và kết thúc khá nhanh. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm qua những xu thế thời tiết đáng chú ý hiện nay. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 5 tháng 1 trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét trong ngày mùng 3, sau đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá mức 20 độ. Sang tới phía Đông Bắc Bộ, từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 5 tháng 1 trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc mạnh cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày tới, dao động từ 20 cho đến 23 độ, đến ngày mùng 5 tăng thêm khoảng 1 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, ngày mùng 3 tháng 1 đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, chủ yếu tập trung ở phía nam khu vực, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 2, cấp 3, phía bắc trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 cho đến 26 độ. Sang ngày mùng 4 và ngày mùng 5 mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi và trưa chiều có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ tăng nhẹ khoảng 1 độ. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, ngày 3 tháng 1 đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía bắc khu vực, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh phía bắc khu vực dao động từ 25 cho đến 27 độ và phía nam từ 28 đến 31 độ. Ngày 4 và ngày 5 mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, ban ngày có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 28 cho đến 31 độ. Trở vào với Tây Nguyên, từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 5 tháng 1 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất không vượt quá mức 29 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều khá ổn định, ở mức là từ 30 cho đến 33 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 5 tháng 1, tại đây trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày tới dao động từ 20 cho đến 23 độ, đến ngày mùng 5 thì nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng 1 độ. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, phổ biến có mưa vài nơi, gió Đông Bắc suy yếu dần, cường độ hoạt động ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6, tầm nhìn thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Trong khi đó, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tập trung chính trong 2 ngày tới. Tàu thuyền cần lưu ý đề phòng với dông sét, gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông.
Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.